tảng thương mại điện tử hàng đầu cũng tranh thủ tung ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn. Nhờ đó, cả người mua, người bán và các nền tảng thương mại điện tử đều được hưởng lợi, bất chấp dịch COVID-19 hoành hành. Tiếp tục với những nội dung khác.